Đấy, quý vị thấy là ghế rất là rộng và hai tay. Đấy, thiết kế những cái đường cong uốn lượn, vẽ tay sẽ rất là thoải mái. Và cái phần chương này có nghĩa chơi chỉ được chạm những họa tiết triện để tạo thêm điểm nhấn thôi. Và khi ngồi tựa lưng thì rất là thoải mái. Đức Nghĩa kính chào quý vị và anh chị. Hiện tại thì em Nghĩa đang có mặt tại xưởng sản xuất của cơ sở. Và trên mình quý vị đang theo dõi là một bộ bàn ghế phòng khách em Nghĩa vừa dựng mộc xong và đã kê sắp xếp thành một bộ hoàn chỉnh theo hình đối xứng nhau quý vị ạ. Bộ ghế gồm có 7 món, sẽ bao gồm một chiếc văng dài. Đây quý vị, một chiếc văng dài được xếp một bên và bên đây sẽ có hai chiếc ghế đơn và một chiếc đôn kẹp. Ở trung tâm sẽ có một chiếc bàn lớn, một chiếc bàn nối và cuối cùng đây là một chiếc ký trà quý vị ạ. Của sản phẩm này thì em Nghĩa sản xuất từ chất liệu gỗ gụ Lào và theo đơn đặt hàng của một anh khách đến từ quê hương Bắc Ninh. Thì anh khách ở công tác ở xa nên không thể về trực tiếp cơ sở để nghiệm thu, nên hôm nay em Nghĩa đã lắp ngang và dựng mộc xong thì quay cái đoạn clip ngắn này về phần mộc thô để anh khách hàng có thể nghiệm thu qua màn ảnh nhỏ quý vị ạ. Đấy, bộ sản phẩm Triện Tranh Khổng Tước, đây là một trong những mẫu ghế mới mà cơ sở Đức Nghĩa cho ra mắt thị trường trong năm nay, được sản xuất từ chất liệu gỗ gụ Lào và kỹ thuật mộng cổ em Nghĩa vẫn thường sử dụng, đó là kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền để sản xuất nên những bộ sản phẩm cao cấp như thế này cho những anh chị khách hàng. Sau đây thì em Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết về thông số, kích thước, độ dày cũng như là kỹ thuật lắp ngang của bộ sản phẩm này để quý vị và anh chị cùng tham khảo. Đầu tiên đây là chiếc văng dài quý vị ạ, với kích thước chiều dài phủ bì là 2m8, chiều sâu là 75 và chiều cao là khoảng 1m3 quý vị ạ, 1m3. Với cái phần chương trên này em Nghĩa liền làm một khối gỗ để xuyên suốt sang bên đây. Chương là chương liền khối và điểm đặc biệt ở cái bộ sản phẩm này đó chính là cái phần vách tựa lưng đây quý vị, được đục chạm một bức tranh phu thê viên mãn, có một đôi chim khổng tước và những hoa lá rất là sinh động và đẹp mắt. Tấm ván này em Nghĩa làm dày dặn là 2 phân quý vị ạ, và cổ ván rất là rộng. Tiếp đến là cái phần ván mặt chất liệu gỗ gụ Lào, một trong những cái dòng gỗ thì không còn quá là xa lạ với quý vị và anh chị nữa, một trong những cái dòng gỗ mà rất là được ưa chuộng để sản xuất nên những sản phẩm nội thất trong gia đình. Và toàn bộ ván mặt của bộ sản phẩm này thì em Nghĩa làm dày dặn là 2 phân quý vị ạ, và là ván liền tấm. Đó. Tiếp đến đây là cái phần khung tranh quý vị ạ, đây là cái phần khung tranh bao quanh ván mặt thì em Nghĩa làm dày dặn là 4 phân. Hàng phân khúc cao cấp nên phần khung tranh và phần yếm này đều dày dặn là 4 phân. Và kích thước chân là chân vuông 14 quý vị ạ, chân vuông 14. Những cái phần yếm được bo cong. Anh cameraman hãy tiến lại gần đây hơn. Đấy, quay từ góc nghiêng này để quý vị có thể thấy được, từ cái góc nhìn đây quý vị có thấy được cái độ mỏng của yếm này ạ. Mỏng của yếm. Dáng chân này ạ. Dáng chân triện được những cái họa tiết triện rích rắc để tạo thêm điểm nhấn. Hai bên là sẽ có hai phần tay ghế đây quý vị ạ, tay ghế rất là dày dặn và chắc chắn. Và ở trên chiếc văng dài này thì anh khách hàng có yêu cầu em Nghĩa là làm cho anh một cái ký trà với kích thước là 38 và dài là 48 quý vị ạ. Bên cạnh đây là hai chiếc ghế đơn, hai chiếc ghế đơn được cùng kích thước, chiều dài phủ bì là 1m1 quý vị ạ, chiều sâu cũng là 75 và chiều cao cũng là khoảng 1m3. Chiếc ghế đơn, một kiểu dáng rất là mới, đơn giản và rất là hiện đại. Phần chương này thì em Nghĩa cũng làm dày dặn và 8 phân quý vị ạ. Ván mặt, toàn bộ ván mặt liền tấm dày dặn là 2 phân. Và bên dưới những cái tấm ván mặt này em Nghĩa có thiết kế hai cái thang đỡ bên dưới quý vị ạ, thang là hét trực tiếp vào ván để tránh hiện tượng ván mặt bị vòng lên hoặc là võng xuống, cũng như là co ngót của gỗ. Dáng chân cong và phần yếm được bò cong rất đẹp quý vị ạ. Ở cái phần cổ này thì em Nghĩa cũng có đục chạm những cái hoa tiết triện này để tạo thêm điểm nhấn. Ở giữa hai chiếc ghế đơn này sẽ có một chiếc đôn kẹp quý vị ạ, đôn kẹp với kích thước chiều rộng là 45 và chiều dài là 55. Bên dưới có một chiếc ngăn kéo đây quý vị, ngăn kéo và em Nghĩa là nó khét môi. rất là tiện lợi. Đây là chiếc kế đơn thứ hai này quý vị, chiếc kế đơn thứ hai. Và ở trung tâm của sản phẩm là một chiếc bàn rất là rộng với kích thước chiều rộng là 95 và chiều dài là 1m75 quý vị ạ, 1m75. Xung quanh thì em nghĩ vẫn thiết kế 4 chiếc ngăn kéo, mỗi bên sẽ có 2 chiếc ngăn kéo, rất là tiện lợi. Mặt ván thì em nghĩ có đục chạm một bức tranh chim và hoa lá rất là đẹp mắt, có một chú chim phượng hoàng và những bông hoa hồng. Sau khi chuyển đến xưởng làm nguội thì những cái chi tiết đục chạm này thì em nghĩ sẽ sửa lại bằng tay quý vị để cho sắc nét hơn, cũng như là nạo những cái chi tiết này trở nên mịn màng hơn và sắc nét hơn. Ở bên trên này sẽ có một chiếc bàn nối quý vị ạ, một chiếc bàn nối với kích thước chiều rộng là 50 và chiều dài là 95. Mặt bàn thì em nghĩ cũng được chạm một bức tranh phu thê viên mãn này, và hai bên sẽ có hai chiếc ngăn kéo, ngăn kéo rất là rộng. Bên này sẽ có một chiếc ngăn kéo còn lại. Đấy, và sau đây thì em Nghĩa xin phép ngồi lên chiếc ghế đơn này để anh chị ở xa thì có thể qua màn ảnh nhỏ có thể cảm nhận được cái trải nghiệm của em Nghĩa khi ngồi lên chiếc ghế đơn này. Đấy, quý vị thấy là ghế rất là rộng và hai tay. Đấy, thiết kế những cái đường cong uốn lượn để tay sẽ rất là thoải mái, và cái phần chương này em Nghĩa để chơi chỉ đục chạm những họa tiết triển để tạo thành điểm nhấn thôi. Và khi ngồi tựa lưng thì rất là thoải mái. Và ở cái bộ ghế này thì ở cái phần sau này thì em nghĩ có cải tiến. Quý vị ạ, sẽ thông thường thì sẽ làm một ván vách, nhưng mà đối với bộ sản phẩm này thì em nghĩ đã có cải tiến là làm 2 ván quý vị ạ, ván trước và ván sau, để khi nhìn từ mặt sau vào thì cái phần ở bên trong này nó sẽ không bị thô. Ván hậu này thì em nghĩ có đục chạm một chữ phúc. Làm 2 ván thì sẽ tốn công hơn, tốn gỗ hơn quý vị. Tại ở giữa này em nghĩ sẽ có những cái chiếc thang ở giữa hai phần ván vách với nhau, thang là hét vào ván để giúp cho những chiếc ván này được kết cấu chắc chắn hơn. Chiếc ghế đơn, bộ ghế Triện Tranh Khổng Tước gồm có 7 món được sản xuất từ chất liệu gỗ gụ Lào. Bên cạnh chất liệu gỗ gụ Lào này, em nghĩ có sản xuất từ các dòng gỗ như là gỗ đỏ, hương đá nhập khẩu từ Nam Phi, hoặc cao cấp hơn là những dòng gỗ quý hiếm như là hương đỏ Lào và muôn hoa Lào quý vị. Bộ sản phẩm gồm có 7 món, một trong những mẫu ghế mới mà cơ sở Đức Nghĩa cho ra mắt thị trường trong năm nay. Nếu quý vị và anh chị yêu thích mẫu ghế mới này thì hãy liên hệ với em Nghĩa theo thông tin em Nghĩa để ở phần hồ sơ, hoặc về trực tiếp xưởng sản xuất nằm tại làng Nghề Mộc, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ngoài kiểu kê đối xứng hình chữ H này để phù hợp với gia đình nhà khách hàng thì tùy vào không gian quý vị ạ, có thể là kê theo hình chữ U hoặc là kê theo hình chữ L, và cũng có thể nếu nhà anh chị có cái không gian phòng khách rộng hơn thì có thể làm bộ 10 món, 12 món để phù hợp. Em Nghĩa xin tạm dừng và kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.